Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc đài CD cassette radio CFD700. Con này hàng về thì cũng full box, còn thùng luôn. Bây giờ em sẽ mở thằng CD. Em có thể thấy thùng xốp catalog còn đầy đủ. Lời đầu năm ba viết cho con trên quê hương khói lửa già mòn. Con này thì remote zin nha anh em, được bọc rất là kỹ. Con này thì như anh em có thể thấy thì ở đây nó có một cái nút nguồn, cái nút nguồn tổng và đây nút mở nguồn đấy. Đây có các cái chế độ CD, cassette, radio. Mé ở dưới này là phần của CD này, này là tắt này, này là mở này. Cái này là phần qua bài. Đó. Thì sẽ thể hiện ở đây. Ở phía trên này là cái nút mở của cái lắp này ra. Bên này thì nó là cái phần FM. Con này thì nó thuộc dòng sưu tầm. Phía dưới này là phần cassette mặt A, cassette mặt B. Thế thôi. Tuy vết thương chưa lành, tôi lại đi giữa lại lại xa đâu. Đời tôi chinh chiến lâu năm. Nói chung là chất âm của em này nghe ok. Hay. Bây giờ chúng ta sẽ tắt thằng CD. Phần cassette thì em đã để hai cái cuốn băng ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ test bên mặt A. Chúng ta sẽ cho to lên. À quên, chuyển cái này xuống cái thằng thằng cassette nha anh em. Chúng ta quên nó không chuyển thì là nó sẽ không có hát. Đây là tua này. Đó. Tua bên này. Đó. Bên này chúng ta sẽ mở phía bên này. Lời hát xin gây rung động thầm lâu. Như vậy là em sẽ test xong cái con CFD500. Chung là đây là một trong những con rất là hiếm tại vì nó còn có thùng xốp. Tuy đã qua sử dụng rồi nhưng mà hình thức của nó còn rất là đẹp. Rồi cảm ơn tất cả anh em nhé. Anh em nào mà yêu thích những chiếc đài cổ thì có thể liên hệ với em. Cảm ơn tất cả mọi người.